hôm nay mình Mai Quy quay video giới thiệu cho kênh Kho Nông Nghiệp, mà hiện tại bên mình đang bán về những sản phẩm nông nghiệp. Đây là sản phẩm về đất các bạn. Đây có thể là một loại đất mà Mai Quy đã tìm kiếm lâu nay vì lý do sao? Vì là đất hiện tại bây giờ thì chúng ta là sẽ bị tình trạng là mua toàn là sơ dừa hay là đất rác, phân, nói chung là hỗn tạp, thậm chí chưa quay mục. Là những cái hiệu mà chúng ta mua về trồng thì Mai Quy đã bị tình trạng đó, bằng là Mai Quy đã trồng cây hoa hồng các bạn. Lúc trước Mai Quy trồng cây hoa hồng thì Mai Quy đi mua đất trộn gì cho cháu sơ dừa, phân bò, phân heo về. Mai Quy trồng hoa hồng một thời gian, hoa hồng chết vì lý do là trong sơ dừa nó có chất chát mà hồi xưa mình không biết, rồi mình trồng, hay là cái phân bò phân heo nó lại chưa mục, nó cũng gây ra tình trạng nóng, nó bị sót rễ là cây mình nó sẽ chết. Rồi Mai Quy trồng một thời gian thì phát hiện là nó rất là mau hết phân dinh dưỡng, thì hoa hồng thời gian đầu nó sẽ ra hoa, nhưng mà thời gian sau là nó suy lão nhanh chóng luôn các bạn. Trong vòng 2 tháng thôi là mình thấy rõ rệt, mà để càng lâu thì cây mình nó càng yếu, rồi cuối cùng là tay nghề yếu nữa, họ xử lý không được, cuối cùng cây hoa hồng mình nó chết đi. Thời gian đầu vẫn phát triển, Mai Quy tìm mãi thì phát hiện là ủa sao không có đất. Có nơi bán đất thì là đất là chế biến từ rác các bạn, tức là những bãi rác họ là chế biến ra từ đất. Còn những cái đất mà chúng ta hay xài mà từ người ta gọi là cả ngàn năm nay, đó là đất thịt, đất phù sa, đất đỏ Ba Giang, thì đi tìm không thấy, đi tìm không thấy các bạn. Bây giờ những cái đất đó là hiếm lắm các bạn, ở dưới quê thì nhiều, như là đất thịt, đất phù sa, đất sét, những đất đỏ Ba Giang như ở miền Tây Nguyên thì thôi bao la bát ngát, nhưng chúng ta hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, ở miền đô thị thì không biết tìm ở đâu ra. Nên cuối cùng Mai Quy tìm hiểu và làm cái bên mảng Kho Nông Nghiệp, thì sau khi tìm hiểu thì phát hiện có hai cái loại đất mà xuất xứ từ châu Âu, nhập từ châu Âu về luôn các bạn, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đây là cái loại đất này nè các bạn, hay là bao đất này. Đây mình quay cho các bạn xem nhãn hiệu nha. Đây. Một loại á của Ý. Đây là loại này của Ý nè các bạn. Một loại á này á là của nước Latvia. Nó nguồn gốc nó là từ than. Từ than bùn các bạn. Và nó được phân hủy cả triệu năm nay từ những cái thực vật như là rêu, rong rêu, nó phân hủy ra để nó làm lên nền tảng của cái bịch đất này, bitman, cái bịch đất này. Cái bịch đất này là nó rất là nhiều cái loại dinh dưỡng các bạn, nó từ là than bùn, rong rêu, thực vật phân hủy ra để tạo ra được cái loại đất này. Đó. Thì cái loại đất này là nó đa dạng hơn. Nó đa dạng hơn. Thì cái loại đất này nó cũng có cái giá tiền khác hơn, không phải là nó tốt hơn là nha bạn. Nhưng mà do cái hàm lượng nó, một bao này nó nén ký nó ít hơn cái bao kia. Thì là chia tiền ra thì cái loại này là hiện tại bên mình đang bán là 45.000 một ký. Còn cái loại bên kia là 30.000 một ký. Thì chúng ta thấy là đất nó rất là sạch các bạn. Các bạn cầm lên nó sẽ sướng tay, độ thông thoáng nó cao, nó sẽ thoát nước tốt, dinh dưỡng cao, thoát nước cao. Và cái này mà chúng ta là những người mà họ làm bó bầu các bạn, bó bầu mà cây kiển này kia thích lắm. Cái nguồn gốc của nó hồi xưa là người ta mua về để người ta bó bầu cây kiển đó các bạn. Bó bầu cây kiển á, tách chiết á. Bây giờ chúng ta lấy cái này chúng ta trồng cây kiển luôn. Còn cái loại này á là nó là từ than. Thấy mình đọc là nó là than trắng. Là nguồn gốc của nó là nó không có than, nó than bùn á, than mùn của nó rất là nhiều. 100% luôn. Nó không trộn lẫn với cái dạng khác các bạn. Nó không trộn lẫn với những dạng khác.
Đây các bạn coi, đây Italy nè các bạn ha, nhập từ Italy luôn, trực tiếp có tên miền IT, có địa chỉ, thông số, thông tin rõ ràng. Thì cái này là cũng rất là tốt nha các bạn, nó là hàm lượng than nó cao. Giờ chúng ta có thể trộn với sữa dừa, bột dừa, quan trọng cũng phải ngâm xả, hay là chúng ta trộn với những đất mà đất bạc màu các bạn. Chúng ta trộn, ví dụ như bây giờ chúng ta có cái chậu đất mà nó dinh dưỡng nó không đủ, chúng ta lấy cái hàm lượng phân này chúng ta trộn nó rất là tốt. Tại vì phân này nó khá là đậm đặc về vấn đề hàm lượng than. Than nguồn với là dưới là cũng nó được phân hủy. Chúng ta biết là than là nó được trầm tích từ những cái thực vật, do những động đất, núi lửa nó chìm sâu ở dưới đất. Nó là cũng từ là những cái xác của thực, đa số là thực vật, tất nhiên cũng có ít động vật nhưng mà đa số là từ thực vật đó, nó trầm tích ở dưới, thì cuối cùng người ta khai thác cái đó lên để người ta làm rất là nhiều việc. Thì trong đó là cái bã này là gọi là bã của than. Còn bên đây thì là nó cũng từ than nhưng mà hàm lượng nó không có nhiều bằng, nó khoảng tầm 50% các bạn ha, 50%. Cái này của vùng biển Baltic, là cụ thể là nước Latvia, một nước mà đây các bạn, đây các bạn thấy rõ ràng đó, tên miền của nó luôn, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng luôn. Tất cả hai này đều nước từ châu Âu hết. Thì kỳ rồi Mai Quy có làm một cái video về trồng hoa hồng, Mai Quy trồng thử nghiệm luôn cho chúng ta xem. Thì Mai Quy có lấy nền tảng là 95% là từ cái đất này, từ cái bịch đất này nè các bạn. Mai Quy trồng cái chậu hồng này trong vòng chưa đầy một tuần thì thấy là những cái lá của nó xanh mướt đẹp, lên nõn, lên bông, nhìn nó cái lá nó xanh đậm, nó đẹp các bạn. Lúc trước là lá nó vàng, đây là một số lá vàng còn lại nè, bắt đầu bây giờ nó chuyển quá từ vàng từ xanh rồi nè bạn. Đây nè, các bạn thấy là nó xanh mướt rồi, nó xanh đậm luôn, rất là tốt. Còn đây là những cái cành này vẫn chưa. Rồi, bên đây thì lá nó xanh đậm lên hết luôn rồi. Đó, đâm tược. Các bạn thấy nó đâm tược là nó đâm màu đỏ luôn. Nó phải cái lượng dinh dưỡng rất là cao, tốt lắm nó mới đâm được cái tược màu mà đậm màu vậy. Các bạn mà trồng cây mà các bạn thấy cái chồi mà nó đâm lên cái màu nó sặc sỡ và đẹp là các bạn biết rồi, nó rất là tốt, hàm lượng dinh dưỡng nó rất là tốt. Nó đâm một cái chồi là chúng ta có thể đánh giá là cây nó khỏe hay không. Và cái chúng ta coi nè, đây đó, lá nó tím đẹp nè đó, cái bức thì nó cũng rất là khỏe, và toàn bộ lá nó xanh đậm chưa được một tuần các bạn. Bữa mình quay mình thậm chí mình còn bỏ thêm một số phân ở dưới, nhưng nền tảng của nó là 95% nó là cái phân này các bạn. Mình có trộn thêm cái phân phù sa, đất phù sa ở miền Trung, thì sắp tới mình cũng sẽ bán cái đất đó để chúng ta lấy cái đất phù sa đó chúng ta trộn với những cái đất mà chúng ta có, hay là cái dạng đất than này, để chúng ta ra được cái đất hỗn hợp chúng ta trộn để chúng ta trồng được cây kiểng, trồng được cẩm cu. Ví dụ mình, các bạn có thể trồng đất trồng cẩm cu đó, đây rất là tốt các bạn. Thì qua video này Mai Quy muốn giới thiệu cái đất này đạt tiêu chuẩn của châu Âu, nhập khẩu trực tiếp về, có địa chỉ, thông tin rõ ràng, và nó là một cái dạng đất khai thác tự nhiên ở bên châu Âu, không phải trộn tạp như là chúng ta đang dùng và không có đạt chất lượng tốt. Thì hiện tại giờ mới đang bán thôi, chưa có quay video gì hết, mà cũng được khách hàng ủng hộ mua. Thì Mai Quy sẽ bán một bao nguyên đai, nguyên kiện vậy để chúng ta về sử dụng, thì tất nhiên giá rẻ, hoặc chúng ta có thể mua ký. Mai Quy sẽ tách chiếc từ cái bao này, từ cái này Mai Quy tách ra cái bao này, xong rồi có dán nhãn cho chúng ta đó. Rồi chúng ta về chúng ta lấy cái đất này để chúng ta trộn với cái phân, hoặc là chúng ta sử dụng nguyên chất này luôn. Nếu chúng ta có kinh phí tốt hơn chút thì chúng ta sử dụng đất này chúng ta trồng cây thôi là đã tốt rồi. Còn nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta trộn với phân chì, như công ty mình đang quay nè đó, có trộn phân chì, hay là bỏ cái phân con sâu của Mỹ, hay là trộn với ít đất phù sa của miền Trung, hay là chúng ta trộn với phân bò, phân chuồng cho hiện tại, hay chúng ta trộn với rơm mục, chúng ta trộn với chấu đen, chấu
chấu sống đều được hết các bạn. Đó. Còn nếu mà trộn với sữa dừa chúng ta phải nhớ ngâm 2 ngày để xả cái chất chát nó đi. Thì không thôi nó bị sót cây nha các bạn ha. Một số cây nó rễ sót nó chết. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng ta có mua về cái phần đất này thì hãy ủng hộ bên công ty Mai Quy mình tại trang web khonongnghiep.com hoặc là gọi điện bên công ty mình. Công ty mình sẽ làm đơn hàng cho chúng ta. Mai Quy cảm ơn. Xin chào các bạn. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.